Dạ em Tùng cho anh em thì hôm nay em lên cho anh em xem cái máy vặn máy khoan ba chức năng của Rigid. Dòng này là dòng mới nhất của hãng Rigid nha anh em, và nó sản xuất năm 2022. Và nó là ba chức năng Mỹ về. Ba chức năng Mỹ về, mã của nó là R86115. Đầu kẹp của nó là 13 và tốc độ của nó là 500, và tốc độ 2 của nó là 2.001 vòng trên phút. Thì hàng Mỹ về, nó có chứng nhận UL nha anh em. Đấy, rồi. Ok. Mình có 4 cây, và giá của thân máy này là 2 triệu 3, chưa bao gồm phí ship. Rồi, anh em quan tâm liên hệ 0962 232 180. Em Tùng, mình chỉ có 4 cây nha. Rồi, em Tùng test cho anh em. Nếu mà một máy, một pin, một sạc, pin 4 và sạc thì giá của nó là 4 triệu 2. Lên cấp 2. Rồi, một cây. Cái này mới do mình bỏ cái đó, nó trầy trầy chỗ này xíu. Đây, bỏ dưới đất kia. Nó là hở không chỗ thang. Rút lát đây. Anh em đã có pin AG rồi và pin Rigid rồi thì mình mua thân máy với giá là 2 triệu 3 nha anh em. Ok, cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của em. Thì những anh em quan tâm liên nó là có cấp độ trượt này. Rồi, có búa. Búa luôn. Rồi, em Tùng kiếm cái gì em Tùng test búa cho em xem. Này. Búa gõ kinh khủng luôn. Rồi, cảm ơn anh.